tiếp theo. Nếu muốn mời ca sĩ diễn viên nữ nào kết hợp trong MV debut, đó sẽ là ai? Đây có phải là hình mẫu bạn gái của mọi người hay không? Đó với em là Gu. Là Gu. Và câu hỏi đầu tiên, kể về một tập 6 của người bên cạnh. Bên cạnh nào? Đấy, kể về nhau, kể một tập 6 của nhau. Nhanh nào. Đối với ông này bị xấu rồi. Ông này gì đó. Kể về một tập 6 của người bên cạnh, nhanh. Ông này có tập 6 gì cho em. Xem tới Hiếu hình như hay quan sát hay ghi mọi người ha. Hiếu rất là chăm chú kể về tập 6 của mọi người nè. Nếu mà có hai người bên cạnh thì kể luôn hai người. Em có thể nói anh biết không? Để anh ghi vào đây. Rồi bây giờ mình đến nha. Một. Không ạ. Hai. Cười. Ba. Xấu gì đây trời. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Mười. Chà, phải chữ luôn hả? Oh my god. Oh so no. Chết cha, chữ em xấu lắm. Gì đây? Ngắn. Cười đẹp. Là tập 6 của Nhật Hoàng hả? Đúng rồi. Tại sao cười đẹp lại là tập 6 vậy? Không, mình đem bóp phốt rồi, kỳ quá. Còn Nhật Hoàng em nói đẹp trai là ai? Dạ, cả ba người đây. Trời ơi. Cả tập người, 6 mà là đẹp trai kìa. Hình như là em khéo nịnh để làm sao? Hoàng, Hiếu nói Hoàng mà nói nhỏ, còn Đáp Lô thì rap lớn. Từ khi nào rap lớn là tập 6 hả mọi người? Không, tại vì anh ý là anh Đáp Lô mỗi lần mà đi học chung với nhau thì anh Đáp Lô lúc nào cũng đeo tai nghe vô và rap á, thì tập rất là lớn. Hay ra là vậy. Rap nhỏ là chút xíu. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã nói. Nhưng mà Hiếu làm gì có tập 6 gì? Đẹp trai. Thật hả? Không có tập 6 gì luôn hả? Cũng ít tiếp xúc. Chỉ có gặp nhau khi mà đi làm công việc thôi, là cũng không có nhận ra được cái thứ gì cả. Hình như ngồi đây là toàn là hở của Hiếm, xong rồi kiểu sắp bị tuyệt chủng, không có một tập 6 gì mọi người ạ. Câu hỏi tiếp theo. Từ từ chị xóa đi. Từ Huyền xóa. Câu hỏi tiếp theo nha. Kể về một hành động xấu hổ nhất của mình trong thời gian tham gia chương trình. Của mình hả? Của mình, của chính bản thân mình. Không quên đánh răng hay là một tình huống hay gì ạ? Một tình huống hay là một cái hoàn cảnh hay một hành động của mình. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ, giơ bảng. Hình như em viết hơi nhỏ. Em bị viết nhỏ quá. Đây, Đáp Lô là tập hay, 6 của mình. Hay uống nước. Hay uống nước là sao? Hay uống nước là sao? Kiểu đang thi xong rồi chay uống nước hả? Uống nhiều lắm, uống liên tục. Kiểu đang vô bài xong rồi cho Đáp Lô đi uống miếng nước đúng không? Đúng rồi. Đang tập cũng chạy uống nước hay là gì uống nước. Hiếu tự nói mình học ngu. Tại sao? Tại sao đó là tập 6? Dạ, yeah, tại vì hôm đó quên. Hôm đó là mình hơi bị sảng một chút xíu, tại vì nói chung là nói cái chữ học ngu lên sóng truyền hình hơi kỳ. Mình thấy vậy, mà nói chung là mình cũng không học ngu nữa, nên là ra đừng gọi mình là thấy học ngu nữa. Vậy hóa ra là học giỏi hả? Mình chỉ là học ngu hơn thằng kia thôi. Chứ mình học cũng giỏi. Tức là học dở hơn đúng không? Yeah, học kém hơn bạn Hiếu thứ nhất thôi. Yeah. Chứ thực sự là Hiếu thứ hai không hề học ngu. Thì nay có một thông tin là Hiếu thứ nhất là thủ khoa đại học sư phạm thủ khoa đại học sư phạm. Còn Hiếu thứ hai thì đang học trường nào? Mình học đại học kinh tế. Đại học kinh tế. Cho nên mọi người nha, bạn Hiếu thứ hai không hề học dở cho mọi người. Giống như trên chương trình là không hề có cho mọi người. Đặt tên một cái Hiếu bốc phép nữa nè. Rồi, Nhật Hoàng móc chấm ba chấm mũi. Có khi nào đang rác xong rồi móc mũi không? Kiểu cái đó là cái tật xấu của mình á. Mình kiểu mình cứ hay đưa không kiểm soát được đâu. Tại vì em bị bệnh viêm mũi ấy. Em bị viêm xoang ấy. Kiểu nên lúc nào cái đấy là hành động tự nhiên ấy, có nghĩa là mình không mình lúc mà mình cho lên lúc nào mình chả để ý đâu. Không tự chủ. Không để ý, mình không để ý. Xong rồi. Ok. Yeah. Rồi đang ngồi. Cẩn. Mọi người cẩn thận nha, khi nào mà thấy Nhật Hoàng đưa tay ra đòi bắt là không có bắt tay với Nhật Hoàng nha mọi người. Còn anh ngắn đi trễ. Có một tật xấu là hay đi trễ. Tại sao lại đi trễ? Tại vì mình có cái tính hay quên ấy, có khi kể cả hôm nay thi nữa, nhưng mà đang làm mãi làm một cái việc gì đùng một cái xong rồi cứ mãi làm cái việc đấy tự dưng quên bén đi mất.
cũng như hôm nay đang kiểu làm, đang mix nhạc cho các bạn ấy, xong rồi thì anh quên bén đi mất, tự anh đặt vào ô đi chưa em, thế bắt đầu mới mặc quần áo đi, có nghĩa là mình hay bị quên. Có khi nào ở nhà đang cho con bú sữa xong cái mãi kêu đi King of Rap không đi được? Sẽ phải có chứ, có đi mình sẽ đến, nhưng mà mình bế con theo muộn một tí. luôn. Có khi nào định sau này cho em bé lên sân khấu luôn không ạ? Có chứ, có luôn, có luôn, chiến binh đấy, chiến binh, chiến binh. Bữa có coi nói cái gì nhỉ, nhưng mà đẻ sàn đấu, đẻ trên sàn đấu, đẻ trên sàn đấu. Câu hỏi tiếp theo, nếu muốn mời ca sĩ diễn viên nữ nào kết hợp trong MV debut đó sẽ là ai? Ca sĩ hả? Diễn viên trong nước và ngoài nước. Toàn thị trường nước này ha, trong nước trước đi, trong nước. Nam nữ vẫn được. Nữ. Hả? Dạ. Yeah. Ai đây? Tất cả. Tôi tức. Nhanh nào. 10. Tất cả được mà. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Dạ bạn. Xong chưa? Đang lâu viết nốt đi nào. Viết cho mình. Sao chữ của mình bé chả nhìn đây nữa. Đối với ngắn thì sẽ mời Chibu đó, vào MV debut. Ok. Với Nhật Hoàng là Emmy. Với Hiếu thứ hai là Phương Ly. Phương Ly. Đấy là cũng Phương Ly hả? Hai người. Rồi hai người fit luôn. Hai người là cùng Phương Ly. Vậy thì cho Huyền hỏi thêm, đây có phải là hình mẫu bạn gái của mọi người hay không? Có phải là gu không? Nói với em là gu. Là gu. Yeah. Gu là Phương Ly. Là kiểu một người con gái kiểu dễ thương, dễ thương, nhẹ nhàng, nhưng vẫn có cái sự, nếu mà mình nhìn kỹ thì có sự điên khùng khùng ở trong đó. Ok. Đáp lô thì như thế nào? Thích điểm gì ở Phương Ly? Thích phong cách âm nhạc của chị. Mình mong một ngày sẽ được hợp tác cùng chị. Hóa ra là như vậy. Còn Nhật Hoàng thì sao? Tại sao lại là Emmy? Vì Emmy khá là dễ thương và mình khá là thích phong cách âm nhạc của Emmy. Và những gì mà trước đây mình làm thì phong cách âm nhạc của mình rất cũng na như vậy. À, kiểu trong sáng, dễ thương, ngọt ngào giống như Emmy đúng không? Vâng. Vậy là cũng sẽ thích những cô gái ngọt ngào như vậy. Vâng, kiểu vậy. Kiểu như vậy. Còn anh Ngắn là như thế nào? Dù biết là sẽ không không nói về bạn gái, nhưng mà tại sao lại là Chibu? Thấy Chibu rất là thông minh và mình thích kiểu thích một người con gái thông minh ấy. Rất là giỏi. Đúng rồi, Chibu phải nói là rất là giỏi.